mừng các bạn quay trở lại kênh Dứa TV. Các bạn ơi, hôm nay chúng mình cùng học về các con vật nhé. Con gà. Con gà. Con lợn. Con lợn. Con chó. Con chó. Con mèo. Con mèo. Con chim. Con chim. Con hổ. Con hổ. Con voi. Con voi. Hươu cao cổ. Hươu cao cổ. Sư tử. Sư tử. Con khỉ. Con khỉ. Con thỏ. Con
thọ. Con chuột. Con chuột. Con ong. Con ong. Con bướm. Con bướm. Con kiến. Con kiến. Con bò. Con bò. Con dê. Con dê. Con cừu. Con cừu. Con ngựa. Con ngựa. Con rắn. Con rắn. Con cá sấu. Con cá sấu. Con cá.
con cá. Con cua. Con cua. Con rùa. Con rùa. Con gấu. Con gấu. Con ếch. Con ếch. Con vịt. Con vịt. Con nhện. Con nhện. Con cá mập. Con cá mập. Gấu trúc. Gấu trúc. Mình sẽ đố các bạn nhé. Đố bạn biết trong hình có những con vật gì? À đúng rồi, trong hình có con bò, con gà, con lợn đấy. Bạn hãy tìm xem trong vườn thú có những con vật gì nhé. À, đúng rồi, trong vườn thú có con hổ, con khỉ và con thỏ đấy.
hãy tìm xem ở dưới hồ có những con vật gì nhé. À, đúng rồi, mình tìm thấy con cá, con ếch và con vịt đấy. Bạn hãy tìm xem trong vườn hoa có những con gì nhé. À, mình tìm thấy con bướm, con ong và con chim đấy.